con rồng to chà bá nhưng vô cùng cụ tè phong mai que này chính là một thú cưng ở cõi mộng. chào mừng các bạn đến với Nagi Movie kênh recap và review phim có tâm cùng series The Sandman người cát mùa đầu tiên. video này mình sẽ tóm tắt tập thứ hai mang tên chủ nhà không hoàn hảo. tất nhiên mình sẽ spoil toàn bộ nội dung phim. nếu các bạn đã xem phim hoặc không quan tâm tới việc spoil hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông bên cạnh bật thông báo để không bỏ lỡ các video trong tương lai. xong việc rồi thì mình bắt đầu thôi nào. <laughs> mở đầu tập 2, Lucian tiếp tục giải thích cho Morpheus về tình trạng hiện tại của mộng giới. Cô đã cố gắng ghi chép mọi thứ đã xảy ra ở mộng quốc kể từ ngày anh rời đi. Thế nhưng không thể. Từ ngày mộng đế rời đi, vương quốc cứ dần dần suy tàn. Ban đầu chỉ là những con chữ, sau đó toàn bộ sách vở của cô đều biến mất. Từ cung điện cho tới thế giới xung quanh, tất cả đều dần dần sụp đổ. Chứng kiến vương quốc tươi đẹp của mình chỉ sau mấy chục năm vắng nhà đã hoang tàn, đổ nát. Một quyết tâm gây dựng lại toàn bộ anh bắt đầu dùng sức mạnh phép thuật để khôi phục cung điện nhưng do bị giam hãm trong thời gian quá dài đồng thời đã mất đi bao bảo bối pháp thuật là túi cát mũ trùm đầu và viên hồng ngọc khiến cho sức mạnh phép thuật của anh gần như cạn kiệt <laughs> việc trùng tu cung điện không thành công đã thế còn khiến Morpheus suýt ngất đi vì quá sức biết rõ roderick đã để mất ba bảo bối của mình nhưng Morpheus không thể biết trong những năm anh bị nhốt ba món bảo bối đó đã trôi dạt về phương nào bởi vậy việc đầu tiên cần thực hiện là thu hồi lại một phần sức mạnh phép thuật của anh từ những món quà anh tặng cho người khác nghĩa là nếu một phía từng tặng bạn một món quà bằng phép thuật của anh thì giờ đây có thể đòi lại để hấp thụ phần sức mạnh đó vào cơ thể biết được ý định đó Lucien đưa một phía đến gặp anh em kane và abel để thu hồi món quà phép thuật đã từng tặng cho họ trước đây món quà một phía tặng họ là một con rồng mang tên gregory để nuôi làm thú cưng nếu ở thế giới thức tỉnh chúng ta nuôi mèo nuôi chó thì ở mộng quốc cái anh nuôi dòng bạn ạ quá là ăn chơi luôn mà con rồng này vô cùng cú te pha mai que rất thông minh và hiểu chuyện biết được ý định của mophius cả ken và abel đều phản đối việc anh giết chết con rồng nhưng mộng đế chẳng thèm quan tâm tới họ anh chỉ cần biết con rồng có tự nguyện hy sinh vì anh hay không và tất nhiên con rồng đã sẵn sàng nó vĩnh biệt hai người chủ rồi quỳ xuống để mộng đế dễ dàng hấp thụ sức mạnh cơ thể nó nhanh chóng tan biến thành những hạt cát. Đó chính là thứ mà Morpheus cần. Sau khi mộng đế và Lucien rời đi, giận cá chén thớt, ông anh Kane rất tức giận một xin đã tiện vòng Abel vì để mất con rồng. Tình anh em thắm thiết ghê ha. Hồi phục được một phần sức mạnh, Morpheus đi tới dòng sông và thả cát ma thuật xuống. Rất nhanh, anh đã bị một bàn tay từ dưới sông kéo xuống. Đó chính là cách Morpheus đi vào giấc mộng của người khác. Chu du qua những giấc mơ, Morpheus tìm được các bảo vật ẩn chứa cho những giấc mộng, bao gồm một ngã tư đường, một giá treo cổ, một con rắn và một quả trứng. Tiếp đó, bằng các bảo vật vừa rồi, anh triệu hồi tám nữ thần, những người biết rõ mọi việc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Với các lệ vật của Morpheus, anh được phép hỏi họ ba câu bất kỳ. Tuy nhiên, những đáp án họ đưa ra cũng chẳng khác gì một câu đố. Bởi vậy, đừng mơ mà hỏi những câu như đề hôm nay về bao nhiêu, con số độc đắc của việc lốt như thế nào, đa bạn bạn nhận được sẽ là một cục tức mà thôi. Chúa tể coi mộng chỉ khả hơn chúng ta đôi chút. Anh dành ba câu hỏi để hỏi về tung tích của ba bảo bối. Câu đầu tiên, túi đựng cát của anh ở đâu? ở đâu thì còn lâu mới nói. Chỉ biết rằng túi cát lần cuối cùng được mua bởi một kẻ sử dụng phép thuật tên Johanna ở London. Hiện tại cô ta còn dự hay không thì hãy tự đi tìm hiểu nhé. Câu hỏi thứ hai, mũ trùm đầu của ta sao rồi? thì ra nó đã được trao đổi với một con quỷ để đổi lấy bùa hộ mệnh bình an. Nhưng đó là con quỷ nào thì tất nhiên còn lâu mới biết. Câu hỏi cuối cùng, Mophius rút kinh nghiệm, hỏi thẳng ai đang giữ viên hồng ngọc. Nhưng đáp án vẫn rất mơ hồ, rằng một người mẹ đã truyền viên hồng ngọc cho đứa con trai của mình. Họ ở đâu? Hồi sau sẽ rõ. Sau khi hoàn tất giao kèo, tam nữ thần biến mất. Bây giờ, Lucien hào hứng phát hiện ra vẫn còn một quả trứng ở dưới đất. Thì ra, Mophius chỉ cống nộp cho ba nữ thần, ba bảo vật. Con quả trứng này, anh tặng cho anh em nhạc Ken và Abel để bù đắp cho con thú cưng mấy chết. Cơ mà, Aibo đã chết rồi, thì làm sao mà bù đắp đây? Tối đó, từ dưới huyệt mộ, một bàn tay từ từ thò ra, rồi một người trồi dậy. Thì ra, Aibo có thể hồi sinh, dù bị anh trai đâm chết mỗi ngày, cậu vẫn sống dậy và yêu quý anh trai như trước. Anh em nhà này khá giống với hai bà cô của Sabrina trong series những cuộc phiêu lưu rùng rợn của Sabrina nhỉ? Khi Aibo hồi sinh, cậu thấy ngay quả trứng của Morpheus. Aibo nhanh chóng đem que với ông ảnh khó tính. Cậu tin, mộng đế của chúng ta cũng cảm thấy áy láy về sự hy sinh của Gregory. Ngay sau đó, quả trứng nở ra một con rồng con. Trong khi vui mừng chào đón thành viên mới, anh em họ tranh cãi về việc đặt tên cho con rồng. Và kết quả, Abel lại bị một xiên bay màu. Anh em cây khế nhà này thật kinh dị, mỗi ngày một kiểu chết nhưng vẫn tình thương mến thương. Trong khi đó, tại thế giới thức tình của chúng ta, sau khi chạy trốn khỏi dính thự nhà Roderick, cùng cuốn sách phép, một đống tiền mặt và ba món bảo bối của mộng đế. Ethel đã đổi họ và sinh ra một cậu con trai mang tên John. Năm 1988, khi mộng đế thành công thoát khỏi cảnh quả thân, thì Ethel đã 90 tuổi. Vâng, 90 tuổi nhé các bạn, đừng để nhan sắc 40 tuổi của bà ta đánh lừa, do bà có bảo vật thần thánh giúp kéo dài tuổi xuân mà thôi. Hiện tại, bà ta chuyên đánh giá và buôn bán cổ vật. Có thể thấy, cuộc sống của bà khá viên mãn, vừa trẻ đẹp vừa giàu có, ước gì được làm sugar baby của bà. Tuy nhiên, cuộc sống sung sướng của Ethel hẳn sẽ sớm gặp chắc trở khi giờ đây mộng đế đã được giải thoát và tất nhiên anh sẽ trả thù cũng như đòi lại các bà bối. Rất nhanh, ác mộng Coritian đã tìm đến bà để ngỏ ý hợp tác sau khi nhắc nhở bà về việc mộng đế sẽ trả thù vì tội trông chỉ ba món bà bối. Cũng như cậu con trai của bà mang trong mình dòng máu của người đã giam cầm mộng đế gần một thế kỷ cũng có thể trở thành đối tượng bị trả thù. Hắn cũng giới thiệu đang bị mộng đế truy đuổi do tạo nghiệp quá nhiều kẻ thù của kẻ thù sẽ trở thành bạn. Vì vậy, ác mộng Coritian đề xuất hợp tác cùng nhau, tiện Morpheus lên nóc nhà ngắm gà khỏa thân để họ được yên ổn một lần và mãi mãi. Nhưng tại sao một kẻ có sức mạnh ma thuật như ác mộng Coritian không tự đoạt ba bảo bối của mộng đế để chống lại chính chủ nhân của mình nhỉ? Ethel đã hỏi như thế và được Coritian giải đáp. Hóa ra, hắn và các bảo bối đều do mộng đế tạo ra. Do vậy, hắn không thể dùng được các bảo bối mà chỉ có thể hướng dẫn người khác sử dụng tuy nhiên, etho thẳng thừng từ chối. bà cũng phủ nhận việc đang dự ba món bảo bối kia. bà cho biết đã đổi túi cát và mũ trùm đầu khi chuyển từ châu âu đến mỹ. còn viên hồng ngọc có sức mạnh biến giấc mơ thành hiện thực, nhưng cũng biến cả ác mộng thành thực tế. con trai bà, john đã trộm đi viên hồng ngọc để rồi bị chính viên hồng ngọc hủy hoại cuộc đời. hiện tại, bà không hề biết viên hồng ngọc ở đâu. không chút tin tưởng, Coritian rút ra một con dao với dự định móc mắt etho để ăn như thế hắn sẽ thấy được mọi thứ bà đã trải qua. Tuy nhiên, bà dài chẳng hề sợ hãi, nhẹ nhàng cảnh báo hắn sẽ phải hối hận. Bà chẳng cần bảo bối của mộng đế để tự bảo vệ mình. Thay vào đó, bà moi ra một chiếc bùa, nhẹ nhàng tiện vong ác mộng Coritian sang thế giới bên kia cho một đốt nhạc. Hắn đó cũng là nguyên nhân vì sao suốt mấy chục năm bà ta có thể ung dung sống mà không sợ bị Roderick trả thù. Như vậy, Ethel đã đổi chiếc mũ trùm đầu của mộng đế cho một con quỷ địa ngục để lấy chiếc bùa bình an à này chị bà này cứ gọi là đỉnh của chóp giải quyết xong ác mộng Corinthian, Ethel tới thăm cậu con trai John trong một bệnh viện có độ an ninh vô cùng cao với rất nhiều bảo vệ và camera giám sát. Mặc dù ngoại hình nhìn như hai anh em nhưng chính xác họ là mẹ con đấy. Một chút thông tin ngoài lề, đây chính là bệnh viện Arkham Asylum, một nhà giam an ninh cao cấp. Địa điểm này cũng liên quan tới biệt đội công lý của vũ trụ DC. Có vẻ The Sandman cùng Superman, Aquaman và Batman ở cùng một vũ trụ bọn họ có chạm mặt nhau hay không thì hồi sau sẽ rõ rõ ràng đối với john đây chẳng phải bệnh viện mà đang bị chính bệnh mình cầm tù ở đây thậm chí bà ta còn đi biển biệt suốt 10 năm mới chịu tới thăm nếu ác mộng không tới gõ cửa chắc vị phụ huynh này nghiên kiếp mới chịu gặp con trai tình yêu của bà dành cho con trai được thể hiện bằng cả tá thuốc hàng ngày các bác sĩ ép john uống thông qua cuộc trò chuyện của hai mẹ con chúng ta biết mối quan hệ giữa họ không hề tốt đẹp mọi cuộc tâm sự trước đây đều có kết thúc bằng việc bảo vệ chạy vào can thiệp. John tin rằng bà đã hủy hoại cuộc đời của ông và chỉ chịu lắng nghe khi bà chuyển chủ đề sang viên hồng ngọc. Về phần Morpheus, với những gợi ý từ tam nữ thần, anh quyết định tới London để tìm túi cát bởi người mua cuối cùng là Johanna, một người quen của anh. Chưa kể, cô ta còn là người phàm nên việc đối phó hẳn không quá khó. Tuy nhiên, thủ thư Lucian nhắc nhở anh đừng coi thường người phàm chính anh đã bị một người phàm tên Roderick bắt nhốt gần một thế kỷ còn gì. Trước khi mộng đế rời đi, Lucien khẩn cầu ngài, mang thêm quạ đi cùng, vì quạ có thể bay xuyên các cõi, giúp báo tin cho cô khi cần thiết, nhưng một viết thằng thừng từ chối, bởi một lần chứng kiến con chim yêu quý bị bắn ngay trước mắt là quá đủ đối với anh. Và anh cũng không muốn bị giám sát khi hành động, bỏ ngoài tai khẩn cầu của Lucien. Mộng đế dậy sóng, đạp nước, bước vào thế giới thức tỉnh, một mình tới London, bôn tàu giang hồ. cuối tập 2, sau khi bị Ethel thổi tung đít mà không kịp phản kháng, ác mộng của từ từ được hồi sinh tại mộng quốc, nơi Lucien đứng chờ sẵn, mỉa mai về sự phản bội của hắn. Biết mộng đế đang ở thế giới thức tỉnh truy đuổi bảo bối, hắn cũng nhanh chóng quay về thế giới thức tỉnh, mặc cho Lucien khuyên can. Đối với hắn, mộng đế chỉ là kẻ vô tâm, cả Corinthian, Lucien hay bất cứ thuộc hạ nào khác đều chỉ là công cụ trong bắt mộng đế. Trước khi rời đi, bỏ mặc Lucien ở cõi mộng, Ác Mộng Coriath cảnh báo cô sẽ không thay đổi được tâm tính của Mộng Đế và cũng chẳng thể cứu được anh ta. Chuyến đi tới London của Mộng Đế có thành công tốt đẹp hay không? Coriath sẽ làm gì để ngăn cản anh? Hãy cùng theo dõi tóm tắt các tập tiếp theo trong series The Sandman cùng Nagi Movie nhé. Đừng quên comment để ủng hộ tinh thần bọn mình cũng như góp ý và đưa ra các yêu cầu cho các video tiếp theo. Nếu yêu mến giọng đọc và cách tóm tắt của Nagi Movie, hãy bấm like chia sẻ video cho bạn bè. Nếu chưa theo dõi kênh thì đừng quên subscribe bấm nút chuông bên cạnh, bật thông báo để không bỏ lỡ các video trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.